quên. Gọi cá này gọi như là gọi chim ấy. À, mình chào tất cả các bạn nhé. Cái bể cá này của mình hôm nay nhìn nó nhiều rèo và nhìn nó mất vệ sinh quá. À, cái máy lọc của mình thì nó lọc rất như là tốt, nhưng mà à quên, cái bể lọc ấy, nhưng mà do là cái máy lọc của mình nó không hút được kiệt những cái váng bẩn của cái rêu với lại những cái phân của con ba đuôi, đâm ra là nó không được sạch, nhìn nó không được sạch nước các bạn ạ. Nhưng mà cái lọc nước của mình khá là tốt. Mấy con cá koi của mình này, cả cá to lẫn cá con bây giờ là khá thuần rồi. Cái lúc mà mới mua về thì nó rất là nhát người, nhưng đến bây giờ các bạn nhìn này. Đấy, mình vẫy tay là nó nào đến hết này. À quên, đành phải vẫy này thôi, mình quen miệng mình gọi kiểu như gọi chim ấy. Đây, 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 đây. Nhìn nó bơi quanh tay rồi xong nó đớp vào tay mình buồn lắm. Nó bơi một đàn luôn này. Thành một đàn. Đẹp chưa? Đã bao giờ mà các bạn thử cho tay mình vào miệng của một em bé rồi em bé đó bú tay của mình thì cảm giác nó y xì như là cái cảm giác của con cá nó vừa bú tay mình trong lễ các bạn ạ. Nó buồn buồn, nó buồn buồn, nó dần dần cả một cái bàn tay và trên những cái đầu ngón tay của mình. Và trong khi đó thì trong lòng mình cảm giác nó rất chi là vui. Vui là vì mình thấy những con cá mà nó quấn với mình ấy, nó cảm giác nó coi mình là như là những cái đồng loại và như những người thân của nó. Còn buồn là vì cái bàn tay của mình nó đang bị buồn từ những cái đầu ngón tay đến cả cái bàn tay luôn. Thích cực kỳ luôn đấy. À, đây là cái bể lọc của mình này. Cái bể lọc này của mình thì mình cho rất chi là nhiều cái xỉ than của than tổ ong với lại cái đá sông. Cái đá sông thì các bạn cũng biết rồi đấy, lần trước mình đi lấy đấy. Đây mình nhấc cái tấm ấy lên, các bạn nhìn nước bên dưới rất là trong nhé. Cái đá này là cái đá kỵ chân đấy. Thì mình nghĩ là cái bể lọc này của mình cũng khá như là tốt. Than tổ ong này, đá kỵ chân này, rồi là có cát này, có cả những cái đá mà mình mua ở quán ấy về để mình chế cho nó cái bể lọc này. Trên cùng là mình làm cho nó một cái lớp bông lọc này để cho nó ngăn lại những cái cặn bẩn này. Lúc nãy mình nhấc lên thì các bạn cũng đã nhìn thấy nước bên dưới rất là trong và sạch này. Đó, các bạn nhìn này, đây. Đấy, nước trong chưa? Trên này nước rất là trong, không có một cái cặn bẩn nào luôn. Thế nhưng mà ở dưới này thì lại có, bởi vì cái máy của mình nó không hút được lên, tiếc quá. À, đây. Như lần trước thì mình có trồng mấy cây dương sỉ này, mình có nói với các bạn rồi là hy vọng là trồng 10 cây thì nó sống cho mình lấy 1 đến 2 cây. Thế nhưng mà lời mình nói thì không sai y xì các bạn ạ. Đây, nó sống cho mình được đúng 2 cây. Này, 1 này, 2 này, cái cây này đẹp hơn. Cái cây này thì nửa chết nửa què này, mình chưa chắc là tính, khả năng là không được. Thì không sao, sau đợt này là nó ẩm thấm nhiều ấy, nó nên rêu nên rèo thì sau mình lại trồng tiếp. Trồng một cái mà sống ngay nó cũng khó cơ, nó phải ổn định cái môi trường thì nó mới sống được các bạn ạ. Chú ơi, cái con trào màu của chú có sung không? Mang lên anh, mang lên anh cho nó kè với con trào màu của anh phát. Anh thấy hôm nay nó sung quá. Em mang con què lên. Mang con què lên nữa, ừ cũng được. Mang lên đây anh xem phát nào. Đây. Ui, sao không đội mũ vào? Vào anh xem nào. Vào đi, nhanh lên vào, chết lắng. Nắng thì mũ không đội vào, mũ không thì đội cái mũ bảo hiểm vào cũng được. Còn mũi em này là chơi cánh nhiều nhất. Con này chơi cánh nhiều nhất. Mình bảo Nhân mang một con trào áo lên để xem là nó có chơi cánh với lại con trào màu nhà mình không. Mình thì mình không biết gì về chim hay đâu các bạn, nhưng mà thấy các bạn khen cái con chim của mình khá là nhiều á, thì mình bảo Nhân đâu rồi, hay sống rồi. À đây, lồng này mà sống nữa thì chí. Con que này là nó. Đấy, thì để mình sẽ cho con này vào trong avi để xem là nó có. Bỏ hẳn ra chú, xem là cánh kiếp của nó thế nào. Con của anh đấy, anh đọc huyết sáo thôi mà nó vẫy cánh. Đấy, anh sẽ treo ở đây nhá. Đó. Ê, con của chú nó xòe ác hết đấy.
ái già. Cả hai con đều được đấy. Ồ, ra gì phết đấy. Chú đứng nuôi ra, không có con chim của anh nó sợ. Chú đứng nuôi một tí. Đấy, để cho nó nhảy vào. Đây. Ái già. Cả hai con đều bung múa ghê gớm rồi. Ái già. Dương oai diễu võ phết đây. Ồ, con của chú nhìn đẹp nhỉ. Ờ, nó cũng chóe ác mà. Nhưng mà nó bị gãy một cái lông đuôi nhìn chán quá. Ghê phết này. Què mà ương phết đấy. Đọc con này thôi chú ạ. Ghê, của chú xe được một lúc cái sợ rồi. Đang tìm đứng giúp đây này. Con này nếu như mà gì nhỉ, có chuồng rộng thả là nó cũng khỏe chân lại đấy. Một chân. Hí hí hà hà, hí hí hà hà. Đây phải gọi nó là cái cục bông, chứ không phải nó là cái con chim yến phụng. À, đây là cái con chim yến phụng mà đợt vừa rồi mình nhấc ra ngoài để mình nuôi. Thế nhưng mà mình nuôi cảm thấy nó hơi khó khăn một xíu. Với lại Quỳnh bảo là bố ơi con vất vả lắm, không chăm được nó đâu. Bố mang vào cho mẹ nó chăm đi, không thì con bón cho nó chả chịu ăn gì cả. Chắc là nó đang quen với cái thức ăn của mẹ nó, đâm ra là mình mang ra ngoài mình nuôi con nửa ngày thôi nó không chịu ăn. Thế là mình phải vội vàng mình mang vào cho mẹ nó luôn luôn các bạn. Thì hôm nay mình cho các bạn xem lại và cái hình hài của nó như thế này đây này. Đấy, cái bản mặt của nó rất chi là Barbie và cute. Cái lông ống nó đang ra làm cho những cái chiếc lông tơ của nó đang sắp rụng đi ấy. Thì nhìn nó như một cái cục bông gòn luôn. Cái con chim yến phụng non này thì nó mang hai dòng máu. Một là con mẹ màu vàng và hai là con bố màu xanh nước biển. Đúng không nhỉ? Đúng không? Con bố màu xanh nước biển. Thì hiện tại bây giờ là nó đang mang trên mình là hai cái màu lông. Một màu lông vàng và một màu lông xanh nước biển. Giờ mình mới biết tại sao yến phụng nó lại có nhiều màu là do nó kết hợp những cái màu này cộng với màu lọ thì nó thành ra những con yến phụng nhiều màu các bạn ạ. Thì thôi bây giờ mang vào giả mẹ nó. Giả mẹ nó, không mẹ nó kêu. Mẹ nó kêu. Mình di chuyển xuống dưới này để mình thăm cái tổ chim các bạn nhé. Xem là hôm nay là nó làm tổ xong đến đâu rồi. Mọi hôm thì cái tổ đấy là nó đang đan đấy. Hôm mình quay cho các bạn xem là nó đang đan tổ, bắt đầu đan. Thì để hôm nay là xem nó làm xong chưa và nó đẻ trứng chưa. Đây, mình sẽ không sờ vào nó các bạn nhé. Mình sẽ để máy quay gần thôi mà mình đứng ở từ xa. Ui, ở bên trong tổ nó có một cái con chim, à quên, nó có một cái con cào cào châu chấu các bạn ơi. Con cào cào châu chấu màu lâu đấy. Để mình nhìn kỹ nhé, có trứng chưa nào. Chưa có trứng các bạn ạ. À, cái tên này chắc là gia đình nhà chim này mải mê đi kiếm ăn, đâm ra là chưa kịp về tổ. Trời mưa con cào cào châu chấu này giúp ở trong này náu. Khôn không? Khôn không? Nhưng cái tổ này chưa có trứng các bạn ạ. Chắc phải vài hôm nữa thì nó mới đẻ. Nó làm tổ xong phải 2-3 hôm nó mới đẻ trứng các bạn ạ. Và hình như không nhầm, lấy mình đi qua đây mình có liếc thấy một cái tổ nữa. À đây. Đúng rồi, chính xác là một cái tổ chim nữa. Đây. Cái tổ này ái là
Cái tổ này nếu như mà mình nhìn thì nó chỉ làm được khoảng độ hơn một hôm đấy các bạn ạ. Tức là đúng rồi. Tức là 4 hôm nay mình mới quay lại đây thì hôm nay mình gặp cái tổ này. Cái tổ này chắc chỉ tầm là khoảng hơn một hôm hoặc là 2 hôm gì đó. Wow, thế là lại có hai cái tổ, hai gia đình nhà chim đang sinh sống ở cái vườn cỏ này các bạn. Thế là sắp tới mình lại có một vài video quay về cái cách nhà chim mẹ chăm sóc chim con cho các bạn xem rồi. Một tổ và hai tổ. Mình tranh thủ ra đồng là mình bắt mấy con cào cào châu chấu về để cho mấy con chim chích của mấy con chim đen của mình nó ăn. Con chim cùng núm non đấy. Ngoài này nhiều châu chấu cào cào thế. Nhiều lắm. Thế này con Lăng là hôm nào mình phải sắm cái vợt đi vợt các bạn ạ. Nhiều lắm. Có con chim nó kêu to thế nhỉ. Hình như ở gần đây có tổ chim hay sao ấy. Con chim kêu to thế. À đúng rồi. Đấy con chim bố mẹ đấy, nó thấy mình đến. Ui, cái con gì nó vừa ở tổ chim nó nhảy xuống nhỉ. Đây. À được 3 trứng các bạn ạ. Được 3 trứng. Mình đứng ở ngay cạnh đây mà cái con chim mẹ nó dám bay đến. Ấy, con chim mẹ nó lại dạn phết ấy. Chứng tỏ là cái bản năng của bố của mẹ ấy, luôn luôn là muốn bảo vệ con và bảo vệ tổ các bạn ạ. Mặc dù là mình đứng rất chi là gần nó nhưng mà nó không quản ngại cái sự nguy hiểm mà nó vẫn dám đến tận gần mình để nó thăm cái tổ nó xem mình có làm hại hay không. Thôi xin phép các bạn là cái tổ này mình chỉ quay như vậy thôi nhá. Mình không dám quay rộng hơn để cho tránh cái việc mà các em nhỏ nhìn thấy rồi sau lại bắt mấy cái tổ chim này. Chim này chính là tổ chim ke đấy, khó nuôi lắm, không nuôi được đâu. Lại thêm một cái tổ chim nữa các bạn. Wow, cái tổ này hình như là cũng mới làm, mình nhìn thấy cái tổ nó còn xanh lắm. Để mình xem có trứng nào. Đây là cái tổ khác các bạn. Cái tổ này chưa có trứng. Tổ này chưa có cái gì, tổ này là mới làm thôi. Chắc là vài bữa nữa thì nó mới đẻ trứng được như những cái tổ kia các bạn. Đây lại một cái tổ chim nữa các bạn này. Để xem cái tổ này có trứng chưa nào. Cái tổ này được 2 trứng các bạn ạ. Cái tổ này được 2 trứng rồi. Ui cái tổ này nó làm đẹp thật đấy. Vẫn là cái loài chim đấy các bạn nhé. Nhưng mà cái tổ này nó làm đẹp không. Hôm nay phát hiện nhiều tổ chim thật đấy. Cái tổ này nó làm đẹp thật đấy. Phải nói là con này nó làm khéo. Vợ chồng này làm rất là khéo. Độc bắt bằng tay mà chưa cần sử dụng đến vợt là mình đã bắt được một cái lấm to. Cái con cào cào châu chấu các bạn nhìn này. Một lấm to rất là nhiều bên trong này. Đầy ác luôn. Quả này thì về lấm chim của mình tha hồ ăn rồi. Bây giờ mình về đã. Hôm nay gặp rất là nhiều tổ chim nhưng mà mình không dám phô địa chỉ, sợ các em nhỏ nó biết. Để bây giờ mình về đã nhé. Cái con này hoa nó nhảy mất rồi. Này cho các em ăn này. Đây mình sẽ để ở tay để cho trực tiếp là nó mổ nó ăn luôn các bạn. Giờ mình mở ra là nó nhảy hết ra ngoài đấy. Đấy, một con nó cướp được rồi. Này còn mấy con nữa nhảy vào đây. Gà cũng ăn đi. Đây chích. Này nhanh. Ngon. Ôi con to quá. Giờ nó lớn rồi mình nghĩ là nó có thể ăn được các bạn. Này nhanh. Đấy. Ôi con bé này chả nhặt thì cứ nhặt cho con to. Nhảy hết rồi kia. Đuổi. Đây nữa này. Đấy. Nhảy lốc cóc ở trong này. Chích. Thế. Đấy. Nó nhảy hết rồi. Này. Đúng rồi đấy. Thế. Chích. Cũng lớn rồi đấy, ngày xưa phải xé ra từng miếng cho ăn một. Nhưng mà giờ nó nhanh lắm, nó đuổi được rồi. Chích. Nhiều chưa này các bạn này, nhiều. Đấy. Này. Ngon, ăn đi. Ngon nhá, gà cũng được ăn, chim cũng được ăn. Chích. Cái này mà hôm nào mà mình làm cái vợt đi bắt thì tha hồ về cho chim ăn.
các bạn nhìn cái đàn gà lai Tân Châu này của mình nó có sai không? Sai phết đấy nhờ. Cái con gà đen kia của mình mà có một em ở làng bên em ấy mang trứng lên cho mình ấp, thì là sau đó lở ra con gà đen là lớn chưa? Rất chi là lớn rồi. Cái đàn gà con này của mình thì nó lớn rồi, đâm ra là hôm nay mình quyết định là tách con mẹ vào trong kia để cho nó ở chung với bố, rồi sau này là nó sẽ đẻ thêm cho mình một đứa nữa. Mà con này bây giờ nó tự kiếm ăn được rồi. Các bạn nhìn những con gà này nhìn đẹp không? Đấy, con gà đen đây này. Ấy, thế chưa? Gà đen đấy. Còn này, cái đàn gà Tân Châu này thì hôm nay là cũng được 10 hôm kể từ ngày mà nó lở rồi. Thế là mình quyết định là xuống tổ cho nó các bạn nhé. Xuống tổ là để ra ngoài này. Bây giờ thì kể cả trời có nắng hay là có mưa ấy, thì là gà con nó cũng không thể nào mà chết được nữa. Bởi vì con nó như thế này là rất là khỏe rồi đấy. Đấy, đó là cái kinh nghiệm mà nuôi gà của mình. Thì nó cũng chẳng có cái gì mà nó quá khó khăn đâu. Chỉ cần chúng ta nhốt gà con với lại gà mẹ lại trong vòng 10 ngày đầu kể từ khi mà nó lở ấy, thì gần như là chúng ta giữ được gà con 100%. Còn nếu như mà không có mẹ nó nuôi thì chúng ta cứ úm đèn gà con mới lở ra tầm khoảng 10 hôm thì là nó cũng giữ được 100% các bạn nhé. Chỉ hiếm khi lắm nó mới bị mất. Nhìn thấy con gà con mới cái tí mà lông cánh đã xệ nhìn đẹp hết đấy. Cái đàn này của mình nó đẫn có 1-2 con gà trọi vào thôi, còn đa số là toàn gà lai Tân Châu các bạn. Đẹp đấy. Thế nào, hôm nay chính thức là tách ra đây. Chắc là 1-2 hôm nữa là đàn gà con kia của mình nó lại quen đến con gà này làm mẹ này không ạ? Nó quen, nó lại nhận làm mẹ rồi. Gà đen. Gà đen, gà mặt quỷ. Nhìn đẹp nhỉ? Chất chưa?